vợ của nhà cách mạng Nguyễn Phong Sắc, tài giỏi cỡ nào? Thưa quý vị và các bạn, cuộc đời của bà Hoàng Thị Ái, một trong những nữ đảng viên Cộng sản đầu tiên của Việt Nam, vợ của nhà Cộng sản kiên trung Nguyễn Phong Sắc, bí thư xứ ủy Trung Kỳ, giai đoạn 1930-1931. Cuộc đời của bà tiêu biểu cho hàng triệu cuộc đời phụ nữ Việt Nam, vùng thoát khỏi ách áp bức, đô hộ của phong kiến, thực dân. Một lòng trung trinh theo đảng, nén chặt bao nỗi đau riêng tư để cống hiến cho cách mạng đến giây phút cuối cùng. Các bạn hãy cùng nhìn lại quá trình hoạt động của người phụ nữ kiên trung này qua video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử nhé! Sớm giác ngộ cách mạng. Đồng chí Hoàng Thị Ái sinh ngày 3 tháng 2 năm 1900 trong một gia đình nho giáo ở xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Gia đình bà khá nổi tiếng bởi ông nội là cụ Hoàng Hữu Xứng, từng có 30 năm làm quan dưới 7 đời vua Nguyễn, và cha cũng là trí thức Tây học. Vì yêu nước mà khi trở về Việt Nam, thay vì ra làm quan đã quyết định mở trường tư dạy con em người Việt tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm. Lớn lên trong gia giáo, được hun đúc và thấm nhuần tình yêu quê hương, đất nước, lòng căm thù giặc ngoại xâm sâu sắc, Hoàng Thị Ái sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1927, bà tham gia vào tổ chức Việt Nam Cách mạng Đồng chí Hội tại quê nhà, sau đó trở thành một trong những nữ đảng viên Cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Bấy giờ, bà tham gia Hưng Nghiệp Hội xã ở Quảng Trị, tổ chức các hoạt động kinh doanh nhằm quyên góp tài chính cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tháng 5 năm 1929, Hưng Nghiệp Hội xã bị lộ, bà bị thực dân Pháp bắt ở Quảng Trị. Tình yêu không trọn vẹn. Sau khi được trả tự do, cuối năm 1929, Hoàng Thị Ái đến thị xã Vinh, tỉnh Nghệ An làm liên lạc cho xứ ủy Trung Kỳ, xứ ủy Bắc Kỳ và đảm trách việc in ấn tài liệu, truyền đơn, tìm các địa điểm hoạt động cách mạng, mua vật liệu, dụng cụ ấn loát cho các địa phương. Tại đây, Hoàng Thị Ái gặp gỡ và được tổ chức bố trí làm thư ký cho đồng chí Nguyễn Phong Sắc, bí thư xứ ủy Trung Kỳ. Để đảm bảo bí mật và thuận tiện công tác, tổ chức đã yêu cầu hai ông bà đóng giả làm vợ chồng. Hai người phải cùng nhau chung sống dưới một mái nhà để che mắt địch và dễ dàng thâm nhập vào phong trào công nhân ở địa phương. Chính trong những ngày cùng nhau hoạt động cách mạng này, giữa hai người đã nảy sinh tình cảm. Được sự ủng hộ của tổ chức, ông bà đã trở thành vợ chồng thật sự, dù bà cũng biết rằng ông đã có vợ con ở Hà Nội. Trong suốt cuộc đời, bà Hoàng Thị Ái dường như chẳng có được bao ngày hạnh phúc. Mấy năm ngắn ngủi kết nghĩa vợ chồng với người đồng chí Nguyễn Phong Sắc, hai người có với nhau một người con gái. Ông bà đặt tên con là Thanh Vân. Thanh Vân, áng mây trên bầu trời trong xanh, cái tên như gửi gắm bao ước vọng tự do, hạnh phúc. Vậy mà chỉ sau khi sinh con hơn một tháng, ông bà phải chia tay nhau, mỗi người một nơi đi làm nhiệm vụ, gửi Thanh Vân cho gia đình cơ sở cách mạng nuôi giúp. Cái ngày nén nỗi đau dứt đứa con thơ khóc ngằn ngặt vì khát sữa, người mẹ ấy chẳng thể ngờ rằng đó là ký ức cuối cùng của hai mẹ con. Sau khi gửi con, bà Hoàng Thị Ái và ông Nguyễn Phong Sắc tập trung vào nhiệm vụ duy trì, phát triển phong trào cách mạng ở Trung Kỳ đang lâm vào tình thế khó khăn. Bấy giờ, thực dân Pháp và phong kiến Nam Triều ra sức khủng bố phong trào cách mạng. Toàn quyền Đông Dương, khâm sứ Trung Kỳ, công sứ Nghệ An và Hà Tĩnh ra lệnh cho lính cơ đồn thẳng tay bắn giết quần chúng cách mạng, truy lùng cán bộ, đảng viên. Lần lượt các đồng chí trong xứ ủy Trung Kỳ bị sa vào tay kẻ thù. Tháng 3 năm 1931, sau khi dự hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2 ở Sài Gòn, Nguyễn Phong Sắc bị mật thám bắt và tra tấn dã man. Địch đã xử bắn đồng chí ngày 26 tháng 5 năm 1931 tại đồn Song Lộc, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Lúc ấy, Nguyễn Phong Sắc mới 29 tuổi. Thời điểm đó, bà Hoàng Thị Ái cũng bị địch bắt giam tại sở mật thám Vinh. Nhận tin người chồng, người đồng chí kiên trung đã hy sinh, lòng bà đau đớn khôn nguôi. Vững lòng tin theo đảng, Hoàng Thị Ái kiên cường chịu đựng những trận đòn tra tấn tàn bạo nhất của kẻ thù. Hai tháng sau, chúng chuyển đồng chí về giam tại nhà lao Vinh. Sau đó, tòa án Nam Triều kết án Hoàng Thị Ái 13 năm tù giam. Qua quá trình xét duyệt tại Huế, đã giảm án còn 7 năm tù giam. Nữ tù nhân dũng cảm, kiên cường nơi địa ngục trần gian.
năm 1936, Mặt trận Nhân dân ở Pháp lên cầm quyền, ban hành một số quyền tự do dân chủ, trong đó có việc ân xá các chính trị phạm ở các nước thuộc địa. Cùng với nhiều đồng chí khác, Hoàng Thị Ái được trả tự do. Sau khi ra tù, việc đầu tiên bà làm là đi tìm Thanh Vân, giọt máu yêu thương mà trong suốt hàng nghìn ngày đêm trong lao tù khổ ải, bà vẫn đau đáu khôn nguôi. Hoàng Thị Ái tìm về gia đình cơ sở cách mạng mà năm xưa bà đã gửi con, nhưng niềm háo hức vỡ vụn khi biết tin sét đánh. Vợ chồng gia đình ấy cũng bị địch bắt sau phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Con của bà cùng với con của đôi vợ chồng ấy đã chết vì khát sữa. Trời ơi, chết vì khát sữa! Từng từ, từng chữ như đâm nát trái tim người mẹ. Còn gì đau đớn hơn thế? Bà Hoàng Thị Ái trở thành người phụ nữ quá chồng, mất con khi mới 35 tuổi. Sau này, tổ chức nhiều lần ngỏ ý động viên bà đi bước nữa, cũng không thiếu người cảm mến, nhưng bà đều từ chối. Bà nói, sau khi chồng con mất, bà chỉ có hai nguyện vọng, ở vậy thờ chồng, thờ con và dành trọn đời mình cho cách mạng. Tháng 5 năm 1940, đồng chí bị mật thám Pháp bắt ở Turan, Đà Nẵng. Do không tìm được chứng cứ, nên tòa án định tại Đà Nẵng kết án đồng chí 2 năm tù giam rồi đưa ra Hà Nội. Tòa án binh của Hà Nội tăng án lên 5 năm tù và chuyển đồng chí về giam tại nhà tù Hỏa Lò. Tại đây, đồng chí Hoàng Thị Ái bị giam tại phòng giam tập thể trong trại giam nữ. Phòng giam khoảng 40 người. Do giam đông người, lại chỉ có một cửa, nên nữ tù nhân ở trong lúc nào cũng cảm thấy thiếu không khí, người rất mệt. Chế độ ăn dành cho tù nhân là gạo hầm, cá mục, thịt trâu già, rau muống cả bè. Cuối năm 1940, thực dân Pháp ngày càng tăng cường, khủng bố phong trào cách mạng. Số người bị bắt càng đông. Theo chỉ thị của Thống sứ Bắc Kỳ, giám ngục nhà tù Hỏa Lò thẳng tay đàn áp, khủng bố tù nhân, cắt hết mọi quyền lợi của tù chính trị, thực hiện chế độ nhà tù khắc nghiệt. Trong thời gian bị giam tại nhà tù Hỏa Lò, đồng chí Hoàng Thị Ái vẫn nêu cao tinh thần kiên trung, bất khuất trước kẻ thù. Để tổ chức cuộc sống và giúp đỡ lẫn nhau, nữ tù nhân nhà tù Hỏa Lò đã bầu ra một ban phụ trách chung, và dưới ban này có các tiểu ban giúp việc như tiểu ban đối ngoại, nội trợ, trật tự, cứu tế. Tại trại nữ, đồng chí được tín nhiệm cử vào ban phụ trách chung cùng với các đồng chí Nguyễn Thị Quang Thái, người vợ đầu tiên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phạm Thị Vân, tức Hoàng Ngân, Trương Thị Viếng, có nhiệm vụ lãnh đạo các tiểu ban và mọi hoạt động của tập thể nữ tù nhân. Ngoài ra, đồng chí còn được cử vào tiểu ban trật tự, chịu trách nhiệm chăm lo trật tự chung của trại và trật tự vệ sinh. Với vai trò của mình, đồng chí Hoàng Thị Ái thường xuyên vận động chị em tham gia đấu tranh chống chế độ nhà tù hà khắc, đồng thời giác ngộ cách mạng đối với nữ tù thân Nhật và nữ tù thường phạm. Với dáng người nhỏ, tóc búi tó, giọng nói quảng trị ấm áp, luôn gần gũi, hòa đồng với chị em, nên trong tù, đồng chí được nữ tù nhân quý mến, gọi bằng tên thân mật là chú Ái. Năm 1944, khi được tin đồng chí Nguyễn Thị Quang Thái mất tại nhà thương Làm Phúc, tức Bệnh viện Bạch Mai hiện nay, các chị em tù nhân trào nước mắt tiếc thương. Né nỗi đau thương, đồng chí Hoàng Thị Ái động viên, an ủi chị em. Chúng mình thương chị Thái thì phải cố lên, sau này ai được ra tù sẽ trở lại hoạt động trả thù cho chị và các chị khác. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, phát sinh Nhật đảo chính Pháp, vào chiếm nhà tù. Lợi dụng sự canh gác còn nhiều sơ hở của quân Nhật, đồng chí Hoàng Thị Ái cùng một số nữ tù chính trị tổ chức vượt ngục bằng cách trèo tường. Số lượng người vượt ngục được chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm từ 5 đến 7 người. Đồng chí được bố trí ở nhóm thứ nhất. Khi đồng chí và một số nữ tù nhân đã thoát khỏi trại giam bằng cách trèo lên mái nhà, chuẩn bị vượt qua tường rào để trốn thoát, nhưng không may lại bị quân Nhật phát hiện. Trong cuốn hồi ký cách mạng Một lòng với Đảng của đồng chí Hoàng Thị Ái, nhà xuất bản Phụ nữ xuất bản năm 1964, có đoạn viết như sau: Chúng tôi nhanh nhẹn dùng thang dây tụt xuống tường nội, mới được 6 đứa từ trên tường nội nhảy xuống đường. Bịch bịch, tiếng chân người chạm xuống đường phát ra tiếng động. Nghe thấy tiếng động, bọn lính Nhật dừng lại. Chúng tôi cũng nhanh như cắt nếp vào dưới vọng khác. Thấy yên yên, chúng tôi tưởng chúng nó đi rồi. Tất cả 6 đứa chúng tôi nhanh nhẹn chạy lên trên vọng gác. Một cô công kênh cô Nhạn lên. Cô Chính thì đỡ ở đít để cho cô Nhạn buộc cái thang bằng chăn và cột điện
và vắt chăn lên dây điện để khỏi chạm phải điện. Vừa lúc Nhạn buộc xong thang dây và cột điện đang đứng lom khom ngất ngiểu trên tường, chưa kịp tụt xuống thì hai thằng Nhật nó đã huýt còi. Lính Nhật định lấy lưỡi lê đâm tù vượt ngục, nhưng nhờ sự khôn khéo của đồng chí, chúng mới để cho các nữ tù nhân khác trèo tường xuống. Tháng 6 năm 1945, được trả tự do, đồng chí Hoàng Thị Ái trở về quê hương tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng. Đồng chí được cử làm tỉnh ủy viên và ủy viên ủy ban khởi nghĩa của tỉnh Quảng Trị, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ bí thư phụ nữ cứu quốc của tỉnh. Cuối năm 1945 cho đến năm 1948, đồng chí giữ các chức vụ bí thư phụ vận Trung Bộ và xứ ủy viên xứ ủy Trung Kỳ, tỉnh ủy viên tỉnh ủy Quảng Trị, khu ủy viên và bí thư phụ vận khu 4. Năm 1949, đồng chí công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung ương. Năm 1950-1963, đồng chí giữ chức vụ bí thư Đảng đoàn Phụ nữ Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tháng 10 năm 1963, đồng chí được nghỉ hưu. Chọn đời cho cách mạng, nén đi bao nỗi niềm riêng tư. Cuộc đời của bà Hoàng Thị Ái đã được bù đắp phần nào khi bà gặp người con trai út của nhà cách mạng Nguyễn Phong Sắc và người vợ đầu của ông. Ngày gặp mặt, hai người phụ nữ cùng chung nỗi đau mất chồng, coi nhau như chị em ruột. Người vợ đầu, bà Trịnh Thị Cán, đã nắm tay bà Hoàng Thị Ái rưng rưng nước mắt. Từ giờ, con của chị cũng là con của em. Anh Sắc không còn, chị em ta đùm bọc yêu thương nhau, coi nhau như chị em ruột thịt. Đồng chí Hoàng Thị Ái mất ngày 2 tháng 1 năm 2004 tại Hà Nội, hưởng thọ 104 tuổi. Do có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Bạn có cảm nhận như thế nào về người phụ nữ kiên trung này? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.